của chúng tôi hôm nay là có 4 kênh luôn nha quý vị. Đó là kênh của Minh Giang, rồi kênh của anh Khải Đào. Khải Đào thì có lẽ là 3-4 kênh, rồi bây giờ là cái kênh của anh Tới Việt Media đi, KDTV Việt Media. Vâng, thì kênh của anh Việt Chú. Việt Chú TV. Hai kênh. Có Việt Media. Vâng, thì hôm nay là anh em chúng tôi gặp nhau ở tại một cái nhà hàng gọi là Golden Sea, trong một cái buổi mà ông Phát Bùi tranh cử, gây quỹ để mà tranh cử. Thì có lẽ rằng hôm nay mà gặp được các anh tình cờ như thế này đó, thì có lẽ là mời Khải Đào trước nha. Và chúng ta thấy rằng cái sự kiện của cộng đồng trong mấy ngày vừa qua thì cái điều gì nổi bật ra? Thưa anh, rõ ràng nếu mà quý vị theo dõi thì như là trên đường Khải đến đây thấy Football Star TV đang phỏng vấn ông thị trưởng Charlie. Vâng. Đúng không ạ? Mà hôm qua thì cô Amy cũng đã lên. Và rõ ràng ngày hôm thứ Tư thì mọi người anh em mình chắc là cũng đã theo dõi là thấy kênh của thành phố nè. Đúng không ạ? Rồi anh Jimmy Huỳnh, rồi Khải bên Minh Giang, kể cả Football Star TV với ký giả Đoàn Chồng cũng là nhân vật chính. Thì Khải nghĩ để mọi người tự kết luận, có cái nhận xét về cái sự kiện đó. Chứ nếu mà Khải nói một lần nữa nó sẽ không có được công tâm, đúng không anh? Tại vì mọi người biết là Khải sẽ nói cái gì rồi. Ý anh muốn nói là cái sự chỉ trỏ giữa một cái người nghị viên là Nam Quang. Đó là cái buổi họp đó anh, cái phần mà Nam Quang. Tuy nhiên là Khải đã lên án Nam Quang và sẵn cho phép Khải nói luôn là chúng tôi sẽ tiến hành bãi nhiệm Nam Quang. Và đó là thêm một cái lý do, một cái hình ảnh, đúng không anh? Thể hiện cái bản chất côn đồ, lưu manh, bất xứng của Nam Quang. Và đó là lý do tại sao mà Khải rất là cảm thấy an ủi, là bây giờ từ từ mọi người đã thấy được những cái lời tố cáo của chúng tôi là hoàn toàn là có cơ sở và là sự thật. Đúng không? Vốn anh em mình cũng ủng hộ Khải. Và nhưng mà trước đây rất nhiều người, người ta, anh Michael biết không, kể cả anh Michael đúng không ạ? Hồi đầu anh cũng không tin Khải, anh nghĩ là chắc là thù oán cá nhân hay là phe đảng hay là vận động tấn công bôi nhọ nhau, đúng không? Thành ra Khải hy vọng từ từ đồng hương cử tri mọi người sẽ biết là cái chuyện Khải làm hoàn toàn Khải không dám nói là công tâm chính trực khách quan gì, nhưng mà rõ ràng là sự thật. Khải hoàn toàn không có vu khống trực mũ bôi nhọ Nam Quang. Và cái chuyện chúng tôi muốn tiến hành bãi nhiệm Nam Quang là để cộng đồng có một người xứng đáng hơn đại diện chúng ta. Mà nếu mà ngày hôm qua quý vị coi cái buổi họp đó thì quý vị thấy là những cái người đó có xứng đáng đại diện chúng ta hay không? Vâng, Vũ thì nghĩ thế nào? Em thấy trên những cái clip của những cái kênh mà đưa cái buổi họp đó thì nhiều bạn độc giả đưa ra đây là một giống như một cái chợ, rồi một cái chợ mà những cái ông bà nghị viên hay của một thành phố Westminster, hay một thành phố của một các nước gọi là cường quốc trên một thế giới, mà giống như một cái chợ đó. Và cái hành vi mà xấu nhất mà theo chúng tôi nghĩ đó là hành vi của ông Nam Quang, ông nghị viên Nam Quang mà chỉ lại ông Đoàn Trọng. Cái vô ông Đoàn Trọng là một người dân, một ứng viên á, có hành xử như thế nào thì mình, khi mà mình công chức, rồi khi mà mình đã nghị viên á, mà mình trả thù lại bằng cái chỉ lại á, thì nếu mà anh là Nam Quang mà sống trong một cái xã hội mà gọi là độc tài độc đảng thì Nam Quang cũng hành xử như vậy, là cũng độc tài và cũng tìm cách trả thù lại người dân. Thế mà mình đã là công bộc, mình đã làm việc phục vụ cộng đồng á, không bao giờ nghĩ đến việc mà cái hành xử như vậy á, hành xử một cách mà kém văn hóa, gọi là quá lưu manh luôn. Vâng, rồi đó anh Michael, thì anh đã sống ở Mỹ rất là lâu rồi và anh tham dự rất là nhiều sự kiện, thì anh đã từng chứng kiến qua hình ảnh là người ta cãi nhau y xèo trong cái phòng họp của một thành phố như vậy lần nào chưa? Lần đầu tiên coi như là Michael thấy ở ngay tại thành phố Westminster, và coi như là không có gặp những cái trường hợp ẩu đả giữa các nghị viên và những người cư dân như vậy. Trước đây thì lâu, thật lâu rồi, hồi như ở bên Nga hay là bên Âu Châu có một cái sự việc thôi, ở Đài Loan xin lỗi, ném dép lên những người nghị viên này kia thôi, nhưng mà cãi nhau như vậy thì hình như là không thấy sự xảy ra ở Mỹ. Đó thì là một cái cũng đáng buồn. Vâng, là một điều rất là đặc biệt là khi mà mấy anh nhìn thấy đó, làm cái sự rối loạn đó đa phần là giữa bốn người Việt Nam với những người cử tọa bên dưới cũng đa phần là những người Việt Nam thôi. Mà trong khi mà người Mỹ thì họ lại ít ồn ào hơn, điều đó nó nói lên điều gì thôi. Thì thưa anh, bởi vậy có nhiều người chính như là anh Vũ Hoàng Lân, cô Amy và nhiều người khác cũng gọi là cái gì ha, tức là giống như phản biện, nói rằng là Jimmy Huỳnh không nên xin lỗi người Mỹ. Giống như anh nói là họ nói, họ dẫn chứng, họ nói là họ đi họp, họ xem rất là nhiều, tại vì chưa biết chứ bà Amy, bà nói quốc hội họp họ còn chửi nhau dữ dội hơn nữa. Nhưng mà Khải có giải thích với một vài người, như Khải nói với anh ấy, Khải nói là chúng ta đừng nhầm lẫn.
cái cường độ, cái ngôn từ, cái thái độ, đúng không ạ? Giả dụ khi thầy trình bày, thầy có thể rất là hung hăng, rất là mãnh liệt, rất là cương quyết, thầy dùng những cái từ giống như Ngô Kỳ rất là mạnh bạo, rất là coi như là quyết liệt, lên án rất là dữ dội. Nhưng cái vấn đề trật tự, đúng không anh? Cái vấn đề mà giống như anh Michael nói, anh theo dõi thì nó phải có trước có sau, có trên có dưới, có người nói người nghe, chứ không thể nào có cái sự hỗn loạn là mạnh ai nếu nói như vậy được. Bằng chứng là Khải với anh Vũ Hoàng Lân có hai cái microphone nhờ Khải phiên dịch. Rồi anh nói là để anh, hồi đầu anh là anh dịch cho bà Amy, Khải dịch cho ông Charlie, rồi cuối cùng mỗi người dịch cho hai người, nhưng mà anh biết không thể dịch được tại vì họ tranh nhau nói, không ai nhường nhau. Thì cái chuyện đó Khải đồng ý với anh Jimmy, Khải rất xấu hổ và Khải cảm thấy, nếu mà Khải là Jimmy, Khải cũng cảm thấy là rất, nếu mà Khải biết báo, Khải sẽ chính thức là xin lỗi cư dân của thành phố, nhân viên của thành phố và những cộng đồng khác. Nếu mà chúng ta có những người thị trưởng, nghị viên đại diện cho chúng ta mà hành xử như vậy, làm mất thời gian của thành phố, mất hình ảnh của thành phố, mất gọi là gì anh, cái uy tín của thành phố. Vâng, rồi Vũ thì nhận xét như thế nào về cái văn hóa mà tranh luận giữa thành phố như vậy, là khi mà họ nói chồng lên với nhau, tranh giành nói thế nào ạ? Thì cái đó chúng ta thấy là cái nó không có giống như trong, không có một cái khuôn mẫu, không có một cái trật tự, mà cái đó là giống như một cái mạnh ai đã nói, và nó không có tổ chức. Nó như một cái chợ, những người mà khán giả họ đánh giá rất là đúng, một cái chợ không có người điều hành, không có người điều hợp, mà ông Nguyễn Mạnh Chí ông không thấy vai trò một người cầm trịch nữa. Những người nghị viên khác người ta không nghe lời, người ta muốn làm gì là làm, và ngay cả ông luật sư của thành phố cũng không có chặn, không có biện pháp nào để chặn những người những cái nào đúng, cái nào được nói mà cái nào được nói, mà mạnh ai đã nói nó không như giống như một cái chợ, mà nó là một không thể nào nó hỗn loạn. Anh mấy con biết sao? Thì cũng đồng ý với anh Vũ là coi như là ba tán loạn hết trơn, nó giống như một cái chợ, mấy bà người ta cãi nhau đó thì mình không ai nghe ai hết, mà nó hai ba nhóm khác nhau, cho nên nó là một cái không có trật tự gì hết. Mà ông thị trưởng cũng không ai nghe lời ông hết, ông bỏ bố thì cũng không ai nghe hết. Thậm chí là ông tắt điện luôn, mấy lần tắt luôn. Hoặc là ông luật sư của thành phố, hoặc là city manager cũng im ru à, cảnh sát thì cũng đứng ra thôi, không làm gì được hết. Mà cãi nhau gần như là mình cảm thấy nó rất là hỗn loạn. Vâng, thì theo như anh là cái văn hóa mà coi như mình cách ứng xử như thế nào thì đúng rồi. Nếu mà một cái tranh luận đó thì nó như thế nào? Phải có người nói trước và có người nói sau, và cái người thị trưởng có thể lúc bỏ bố như vậy. Nếu mà có uy tín thì chắc chắn là những người cư dân và những người họ dưới làm việc cho ổng thì cũng sẽ phải nghe những gì ý kiến của ổng, rồi từ đó họ sẽ ngồi xuống thay phiên nhau để trao đổi đi bên. Vâng, anh Khải Đào thì có ý kiến như thế nào? Hãy xin tiếp lời anh Michael Khánh Hữu Vị. Thật sự là bởi vậy phải rất buồn khi những người như Bắc Cường hoặc là những dư luận viên trong nước, kể cả cái người mang nick Tido đó, họ sẽ nhân cái cơ hội này để họ nói là Việt Nam không nên dân chủ hóa. Bởi vì nhìn thấy dân chủ nó hỗn loạn, đúng không? Nó tè le, nó là lôn côn như vậy, chẳng ai nghe ai, không có trật tự, không có gì hết. Thì họ hoàn toàn sai. Giống như anh Michael nói là quý vị còn nhớ chính thường nghị sĩ Chanh Đức, ngay trong cái buổi họp quốc hội ở thượng viện đã bị áp tải ra ngoài, dẫn độ ra ngoài ở Hoa Kỳ, mặc dù nói là dân chủ tự do, đúng không? Anh biết đừng có nói là cảnh sát bắn chết mình không, những người bị bắn chết, bị cầm tay là vì họ vi phạm những cái quy định, họ đúng không, không nghe lời cảnh sát khi cảnh sát ra lệnh cho họ, mà cảnh sát ra lệnh thì cũng phải biết luật và phải ra lệnh cho đúng, chứ không phải như là những chế độ độc tài mà nói là mặc quân phục, mặc áo cảnh sát rồi muốn làm gì làm. Thì ở Hoa Kỳ cũng vậy, trong buổi họp như anh Michael nói, cái người cầm trịch á, cái người điều hành buổi họp của anh Michael, họ hoàn toàn có quyền yêu cầu nhân viên đưa cái người đó ra ngoài nếu họ hành xử theo đúng trình tự pháp luật, theo đúng quy định. Có nghĩa là sao? Thay vì anh tắt microphone của người ta, tức là chính cô thư ký còn nói ông không được tắt mà, có nghĩa là anh làm sai luật. Rồi hóa ra anh cứ cãi chồng lên, hai người là thành ra giống như con nít cãi lộn. Còn nếu mà là Khải, đúng không ạ, Khải dẫn luật, Khải nói ok, bà nghị viên Amy, bây giờ tôi sẽ cho bà nói cho hết cái ấy của bà 5 phút được không, 3 phút. Khi bà nói xong, Khải nói ok, bây giờ tôi yêu cầu bà không có nói leo, không có nói chồng lên. Sau khi bà phát hiện rồi, bây giờ đến người này nói, tôi yêu cầu bà không được phép nói chồng lên, chen lời người khác, đúng không ạ? Nếu mà nói lên hết thì thầy chỉ nói
nghị viên Amy Phan West, đây là lời cảnh cáo đầu tiên của tôi yêu cầu bà để cho đồng viện của bà, đúng không ạ? Đây là phần phát biểu của họ. Thì anh chỉ cần cảnh cáo đến lần thứ ba thì anh không cần la lối, anh không cần làm cái gì quá ghê gớm, đúng không ạ? Nếu mà anh đã giải thích cho cái nghị viên đó, cho thành viên hội đồng thành phố một cách rất là từ tốn, và anh phải tôn trọng cái quyền người ta, anh không có quyền cắt microphone cúp tiếng để làm cho người ta tức, và làm như vậy là anh cũng, Amy nói cũng có lý, là anh bịt miệng người ta. Thay vì như là người ta đòi phát biểu, anh phải hỏi luật sư là thứ nhất anh có quyền cấm không cho phát biểu hay không, đúng không ạ? Nói là cái này nó có thể gây nguy hiểm cho thành phố có thể bị kiện, tôi yêu cầu là ngưng, không có bàn về cái này, đúng không ạ? Nếu mà luật sư đồng ý thì anh ngưng, còn không thì anh phải khôn ngoan, anh nói ok ok bà Amy, thứ nhất là bà có quyền phát biểu, nhưng mà bà phải biết là nếu mà bà nói mà có những cái lời lẽ gì đó mà bà Kim Bi Hồ bà có thể dùng cái đó để kiện thành phố là tôi phải ngưng bà, đúng không? Thì khi mà bà này bà nói cái đó là anh nói không không bà Amy, tôi không phải bịt miệng bà, nhưng mà bà nói như vậy là thành phố sẽ bị kiện luật sư, đúng không? Nói như vậy có bị kiện hay không, nếu mà luật sư chỉ cần yes là anh ấy, bà Amy tôi yêu cầu bà ngưng, không có nói đề tài này nữa. Lần thứ nhất tiếp tục nói, luật sư bà nói như vậy thành phố có bị kiện không, ông luật sư nói yes, bà Amy lần thứ hai tôi yêu cầu bà không nói về cái đề tài này nữa, không nói về cái chuyện cái dẫn chứng những cái thông tin đó nữa. Lần thứ ba bà tiếp tục bà nói leo, thì lúc đó anh chỉ cần nói cảnh sát trưởng tôi yêu cầu quý vị mời bà Amy, đưa bà Amy rời khỏi phòng họp, tại vì bà Amy làm sao làm rối loạn cái buổi họp, xâm phạm cái quyền tự do của những người khác, khiến cho cái cuộc họp, đúng không ạ, nó không giống hệt như họ đã dẫn độ bà Janet ra ngoài, mặc dù là thượng nghị sĩ, hỏi anh cái thượng nghị sĩ còn bị áp tải ra ngoài mà nghị viên là cái gì, nhưng mình phải làm đúng luật thưa quý anh. Và chúng ta thấy cái sự hỗn độn ngày hôm thứ tư á, cái là cái hậu quả tất yếu của việc là một cái phe nhóm mà chỉ định những cái thành phần mà không có đạo đức, không có tư cách để ra ứng cử. Và chúng ta thấy từ bà Nhật Linh rồi những người mà trong phe nhóm Trần Thái Văn thì cũng chọn Nam Quang rồi bà Amy ra để tranh cử, để có những cái phe tiếng nói hợp tác với nhau để làm hai nhóm, rồi từ từ những cái mâu thuẫn là phát sinh ra, rồi bây giờ tái ngửa ra là tức là do Trần Thái Văn, do Chí Tài cũng là một lần, bây giờ cái hậu đó cũng là một cái hậu quả từ những đưa cái đuổi từ 2-3 năm nay, cái phe nhóm nó tạo ra, rồi bây giờ nó khác biệt về cái quyền lợi nó phát sinh ra vậy. Bây giờ họ tranh giành ngôi vị quyền, bây giờ nếu như mà cũ đó mà làm cái vị trí của ông Charlie Nguyễn Minh Chiến, tức là ngồi ở vị trí của thị trưởng mà điều khiển cái phiên họp đó, thì cũ sẽ làm như thế nào? Nó có nhiều vấn đề lắm, về em không phải, em không ở vị trí của ông Minh Chiến để làm việc trong hợp đồng, nhưng mà chúng tôi giả sử chúng tôi được bầu lên làm thị trưởng thì chúng tôi chắc chắn là không có làm việc theo phe nhóm mà phục vụ cho quyền lợi người dân, thì cái đó quan trọng nhất, không có phục vụ cho bất kỳ một cái phe nhóm nào mà không có dành quyền lợi cho người thân hay là bạn bè, mà khi mà mình là làm vào cái công bậc người dân á, công bậc những vị trí như vậy á, là mình phải phục vụ, mục tiêu của mình là phục vụ người dân chứ. Nhưng mà với vai trò một cái người thị trưởng mà mình điều khiển một cái buổi họp mà người ta cứ nói chồng, người ta dành nói hoài, thì lúc đó ông thị trưởng sẽ làm cái gì nếu mà phủ là thị trưởng? Bây giờ nó quá hỗn độn rồi, bây giờ không lẽ cầm búa cứ gõ hoài bây giờ mà tắt cũng không được, nhưng mà vâng. Bây giờ nó nhiều yếu tố pháp lý lắm, em nghĩ tốt nhất là nếu mà ông Nguyễn Văn Chí hợp tác với ông luật sư á, anh thấy là khi mà bà Amy phát biểu về bà Kim Thị Hồ á, thì ông Nguyễn Văn Chí cũng nói là có những cái gì mà defamation á thì phải ngưng lại liền, vì ông đã giới thiệu qua ông luật sư, vì không phải muốn người ta nói gì nói đâu, mình nói sai mà xúc phạm với bà Kim Thị Hồ có vẻ chuyện thành phố luôn, không phải giỡn đâu, cho nên nó rất nhiều vấn đề pháp lý đó, nên mình không có ở vị trí của ông Nguyễn Văn Chí thì em không thể nói được, rất là khó khăn. Rồi xin mời ý kiến của anh thị trưởng Michael ạ. Cái ý kiến của Michael góc độ về hội nghiệp như vậy không phải là ngày với vai trò là một thị trưởng thì anh sẽ điều khiển như thế nào? Không phải một, thứ nhất là
không một sớm một chiều mà ông thị trưởng có bị mất cái uy tín như vậy đâu. Và nó có những cái nó tập cộng vô, nó error những thời gian qua, cho nên những người nói người ta không nghe nữa, cư dân người ta cũng cãi lại, hoặc là nghị viên những người làm trong hội đồng họ cũng cãi lại không nghe nữa, do đó cái uy tín cũng không còn nữa. Cần như vậy theo cái nhận xét của tôi, nếu mà mình là một người thị trưởng, nếu mà làm được làm cái công việc đó thì nhưng mà nếu anh Michael á nghĩ là nếu mà ông Nguyễn Minh Chí là thị trưởng rồi những người mà chống ổng như MB năm qua thì ai làm tốt hơn, ai có phục vụ cho cộng đồng tốt hơn? Không, cái mình không có trả lời thẳng được, tại người nào cũng là cái công việc của người ta là phải phục vụ cho người cư dân cộng đồng đúng không, nhưng mà mỗi người có những quá trình riêng cho mỗi người, do đó mình không có so sánh giữa Charlie hoặc là Amy hoặc là năm qua được hết. Thì nhưng mà theo mình còn nhìn đó là cái buồn đây á, là những người cư dân đã mất nhiều thời gian, mất tiền bạc, mất những cái thời gian, thay vì thành phố hospital đi lên thì giờ đi lùi. Nếu mà em nghĩ là những cái đề tài họ bàn luận mấy tuần nay, mấy lần này có ích lợi gì cho thành phố hay không? À, thật sự Michael cũng không theo dõi chi tiết những cái agenda, những cái công việc của chủ yếu là giữa Amy và bà Candy Hồ đó. Tức là công của ai làm sai thì hai giữa hai cái người nghị viên đó hoặc là những người nghị viên khác thì nó giống như kể công đó, thì mình thấy không nên. Trong một cái hội đồng là một team, vậy đó là team mình, còn một cái hội đồng cũng có 4 người 5 người nữa thì mình là cùng nhau được cái clip giống nhau đó, giống như 4 anh em mình share một clip như vậy là team work. Mỹ đi làm cho hãng Mỹ là team work, cho mình là individual, tôi không là it's not gonna work. Ok, mình phải là team work, cho nên cái đó là cái sai của là việc chung cái team của Westminster City, Westminster quyền loại thành phố, tôi wrong, theo mình phải nhận xét đúng ra là phải công là công chung hết, chứ không có người này người kia, không có tự nhiên. Tại vì một lần này dành công của mình thì đến sự kiện tới lại dành công cho sự kiện đó, tức là dành công hoài thôi. Đúng rồi, theo cái cậu nhận xét, cái góc nhìn nhiều người cũng nhận xét giống như Michael là người này đặt tên đường kia thì người kia đặt cái công trạng khác, nó dành công nhau quá, chỉ hai người ba người nó như vậy, cứ error nó tâm ra, nó mỗi lần họp như vậy nó có những cái chọi nhau và trở nên cãi nhau. Vâng, cảm ơn anh Michael. Thì đối với ý kiến của anh thị trưởng Khải Đào thì như thế nào, anh điều khiển phiên họp như vậy thì anh sẽ xử lý như thế nào? Thì giống như anh Michael có nói và chính Vũ nói trước đó, tức là mình không có công tâm, mình không có vì ích lợi thành phố, và như anh Michael nói, chính vì vậy đồng viện mình họ bất mãn và cư dân họ cũng thấy được cái chuyện đó, thành ra cái uy tín mình nó không còn. Và giống như Khải nói, mình phải nắm luật, và vì mình làm đúng mình người ta mới nghe, nói phải của cải cũng né. Đúng là khi anh gõ búa, anh phải gõ đúng, và quan trọng là luật sư người ta biết anh làm đúng luật, người ta mới binh chống lưng cho anh được. Thì khi mà anh quay qua anh hỏi luật sư sẽ yes liền, là lúc đó Khải mời cảnh sát áp tải ra ngoài liền. Nhưng nếu mà mình làm sai thì luật sư không thể nào binh được mình được. Cứ thích cái quan, thích cái gõ búa ngoài. Dạ vâng, coi như tiếng này, chính thì cứ gõ búa ngoài, mà tại sao sao cho Khải nói luôn. Quý bọn mình nhớ Khải hay bị người ta lên án, chính mà Tiến Dũng nói là Khải cứ lên Khải chửi ông Charlie là ngu hoài, thành ra truyền thông dòng chính họ mới coi thường cộng đồng mình. Các bạn thấy hôm vừa rồi Khải đâu có chửi ai ngu nữa đâu. Cái chuyện này là như chính anh cũng thấy đúng không ạ, là chính vì mình gõ búa mà gõ ngoài riết là nó lâm lờ, và cái hành động đó nó không còn giá trị nữa. Đến lúc cần thiết đúng không, đến ngay cái thời điểm cần thiết nhất anh gõ búa thì nó không còn cái giá trị nữa. Vâng, còn đối với suy nghĩ của Minh Giang này, Minh Giang nghĩ như thế này quý vị, tức nghĩa là trong các cuộc tranh luận đó mà mình thi dự những cái phiên tòa, chúng ta cũng đã thấy rồi, ví dụ như luật sư rồi là cái người nói nhiều nhất cơ mà, rồi ngay cả thẩm phán, ngay cả công tố viện họ cũng là những người nói, nhưng mà họ nói một cách rất trật tự, tức nghĩa là cái phiên của người nào người đó nói, và khi mà người ta nói hết ý mình có bực bội cỡ nào mình ghi xuống và mình đợi để mà tới lúc mình phản biện, chứ không phải là người ta nói cái ý đó mình thấy là tự nhiên cái mình nhảy thọt vào và mình phản bác lại ngay lúc đó là không có được. Bởi vì nghe rằng Nguyễn Minh Chí là những người trong cuộc nó hay nói là my turn mà coi như là my time gì đó, dành, các thứ dành nhau để nói mà dành nhau nó nói như vậy không phải là văn hóa. Còn những cái mà ví dụ như mình thấy ở bên Đài Loan chẳng hạn, họp nghị viện đỉnh lên nó nắm cổ leo xuống rồi thậm chí là quăng dép quăng nón, cái đó không phải là cách hành xử, cái đó là những người đó cũng gì mà có luật hết, họ cũng bị lên án, cũng bị mình coi thường. Nhưng mà trở lại như mấy anh nói, cái đó là cái vấn đề điều hành đó, phiên ai là cái người cầm chịch, là cái người cầm búa đó. Nhưng mà chính như anh Michael nói, chính vì anh hành xử bao nhiêu lâu nay người ta nói là anh bịt miệng đúng không, anh
thiên vị, anh không công bằng, thành ra người ta không tôn trọng nữa. Mà chính ông luật sư bây giờ ông cũng né, ông không dám binh anh nữa. Chứ còn nếu mà người anh là người cầm trịch, xin lỗi nha luật, đúng không, anh gõ búa xuống mà không tôn trọng cái gõ búa của anh, cảnh sát mời anh ra liền. Ở trong tòa mà tòa rủa gõ búa là cái chuyện quan trọng lắm đây cô. Ê, ông Trump, tổng thống của Mỹ, cựu tổng thống đúng không, mà tòa gõ búa nói anh không có được quyền lên tiếng nữa, hay là anh không có được ra ngoài búa là phát biểu nữa, mà không nghe lời, không tuân lệnh đúng không, còn bị đi tù, còn bị phạt chứ đừng có nói. Nhưng mà ý là nói, nhưng mà anh phải làm đúng, chứ không phải anh cầm cái búa rồi anh nghĩ là cứ gõ rồi cứ tự gọi là nó gọi là gì đó tùy tiện để mà anh ra những cái lệnh thì không được. Mình phải nắm luật và làm đúng luật. Còn nói nữa, trường hợp mà nói chồng nó leo thì thế nào anh? Thì rõ ràng cái người cầm trịch nói ok hold on, đúng không, nhưng mà bao nhiêu lâu nay nếu mà mình công tâm, đúng không, mình là con người mà có uy tín thì khi mình nói mọi người bình tĩnh rồi anh phải làm sao sắp xếp. Ok, bây giờ người ta mỗi người 3 phút hay là giờ ai muốn nói trước, mà anh công tâm, anh giải quyết một cách êm đẹp, một cách là hợp lý thì mọi người tôn trọng thôi. Nhưng mà chính vì phải nói như nãy anh nói đó, anh cúp phone người ta. Cúp phone không phải là một cái quyết định đúng đắn. Giống như bây giờ Vũ đang tính nói, Khải bịt miệng không cho Vũ nói, Khải chẳng phải nói đi, tự nhiên nó sẽ trở nên cái chợ. Đúng không? Còn mình nói chuyện tôn trọng nhau, Khải nói xong, đến phiên Vũ nói là Khải im lặng. Đúng không? Đến phiên của anh Michael, giống như bây giờ anh Minh Giang đang cầm trịch nữa. Nhưng mà anh phải là công tâm, anh phải hợp lý, chứ bằng xin lỗi, anh để cho ông Michael nói 10 phút mà Khải cứ đứng lại nghe hoài. Thì một là Khải bò đi, hai là Khải chửi chứ sao mà Khải đứng đây mà không cho Khải nói. Thì trong cái hội đồng cũng vậy đúng không? Anh cầm búa nhưng mà anh giải quyết làm sao nó êm đẹp, nó hợp lý, nó công bằng thì người ta sẽ tôn trọng, người ta sẽ nghe lời anh. Còn không thì anh mất đi cái uy tín, người ta không nghe lời anh nữa. Mà tại sao thành phố Westminster lại xử sự như vậy? Họ không có một cái quy chế để mà gọi là quy tắc xử sự chung à? Cũng có biết điều đó không? À, em nghĩ thành phố Westminster không giống bất kỳ thành phố nào trên nước Mỹ á, mà cần phải học hỏi ngay tại thành phố Anzol. Thành phố Anzol, nếu mà anh vào phòng họp của Anzol, họ rất là trật tự, mà họ rất những hội đồng quyền với nhau, họ rất là tôn trọng nhau, họ ứng xử mặc nhau. Dù trong cái hội đồng đó vẫn có nhiều người Việt Nam, đúng không? Có nhiều với bà phó trưởng Cindy Trần này, rồi bà Kim Nguyễn này là Miss Mexico, Châu Đội Vinh, cô Kim Nguyễn là Miss Mexican với là Việt Lai Nam, á. Lai. Thì họ cũng ứng xử với nhau và những cái trên nào đưa ra là những cái cho công việc trong thành phố, chứ không phải như thành phố ta đưa những cái chuyện gì đâu ra mất thời gian, còn chuyện trên gọi là trời đâu đem ra rồi mà suốt ngày mà chúng ta biết là một chuỗi dài nói về chuyện cờ rồi treo cờ rồi, chứ không có ảnh hưởng gì thành phố vẫn được phát triển kinh tế, an sinh xã hội, an sinh con người già, y tế, nhiều vấn đề, chứ không phải một những cái vấn đề đã đeo treo cờ đổ lịch đường mà chắc là phải đi đổ được, chỉ là treo một cái bảng ở trên đường, chứ không phải làm rồi đam đi làm lại, rồi người này chẳng công, người này chẳng công, nào mà không biết làm trò hề cho thiên hạ, rồi vừa tốn tiền của người dân trong thành phố mà không mang lợi cho người dân, nên là phải mang những cái benefit cho người dân, chứ không phải mang những cái người dân. Nếu mà sách cho cái phép hỏi hai anh luôn, ba anh luôn, anh nghĩ sao về vấn đề là thứ nhất là mấy người đó lên án, tức là khiển trách bà Amy, là ý nói là bà hành xử không có đúng ý, họ không hài lòng. Cái quan trọng hơn chính vì vậy. Bà nghị viên Amy với nghị viên Nam Quang mới quay qua tố cáo bà phó thị trưởng Kimberly Hồ là gây quỹ rồi giật tiền đó, thì hai anh nghĩ sao về những cái là cái nghị trình đó? Em nghĩ cái đó là thành phố Windsor không phải một cái tòa án, nếu mà muốn đem bà Kimberly Hồ là phải có một cái phán quyết của tòa án, thì nếu mà bà Kimberly Hồ có làm gì sai á thì cái người mà cô bé đó, hai người nhà, người đại diện lợi ích kiện bà Kim Hồ, bà có cái tòa án bà sai thì mới đó đưa thành phố để khiển trách được, hay là censor hay gì chẳng hạn. Chứ còn bây giờ thành phố đâu phải một tòa án đâu mà có thể đem ra để xử bà Kim Hồ, mà nếu mà không làm một cách kinh tế gì, bà Kim Hồ có thể kiện thành phố luôn hay giỡn đâu, hay muốn đưa người ta ra nói là được mày được đó. Vâng, anh mà còn nghĩ sao? Trở lại cái câu hỏi này trước đó, theo mày còn thấy nha, cả những cái thành phố hay là county quận hoặc là ngay cả thành phố lớn Los Angeles, nó có những cái guideline
là cái chai lan đây đó là lúc mà ông thị trưởng nói được bao nhiêu phút, các nghị viên nói bao nhiêu phút, tất cả CD xét ra chắc chắn phải có vấn đề đó. Ngay cả những cái gai lai giống như là trước khi họp rồi phải tuyên thề rồi này kia, hoặc là nó có những cái gai lai mình phải theo thì nói bao nhiêu phút chắc chắn phải có. Nhưng mà lúc mà debating giữa mấy người nghị viên với nhau đó, họ không, họ bất cần cái đó nữa, họ không có họ tôn trọng cái đó nữa. Cái đó cái ý kiến. Vâng, thật ra thì chúng tôi có đi đến tham dự rất là nhiều các cuộc tranh cãi, đặc biệt ở trong phiên tòa đó, thì ngay cả ở Việt Nam cũng vậy, người ta cũng không có cái hạn chế cái thời lượng cho bất cứ một cái người nào, nhưng mà anh nói phải vào vấn đề. Ngay cả ở Mỹ cũng vậy, ví dụ như là chúng ta thấy là bữa hôm đó là anh Mì với ông Charlie Nguyễn Minh Chí cũng có hỏi ông luật sư đó, ông luật sư nói là phải nói về những vấn đề có liên quan tới thành phố và nó liên quan thành phố chỗ nào. Nếu như cái phát biểu đó mà tự nhiên mình thấy nó không có liên quan thành phố thì mình phải cắt, hoặc là mình phải ngưng, hoặc là mình phải yêu cầu phải đi qua một cái anh cho phép thầy xây ngang đó. Ví dụ như vậy, nếu mà anh hỏi lại là thị trường đúng không, giờ ông Vũ là bà Amy đi, giờ ông Vũ nói cái thằng đó, xin lỗi cho phép hỏi luật sư nha, anh chờ thầy chút xíu, thì có phải là ít nhất là không phải là thầy cúp phone bà này đúng không, không phải thầy cúp phone anh bịt miệng anh không được nói nữa, anh là gì đúng không, thầy tôn trọng, khoan Vũ chờ thầy chút xíu đúng không, tại vì thầy hỏi luật sư coi là cái đó nó có thành phố có bị kiện hay không đúng không ạ, mình phát xe qua rồi mới thầy coi, ấy anh Minh Giang, anh Vũ anh nói như vậy là mình có bị kiện hay không đúng không ạ, thì cái quyết định của Hải là dựa vào cái ý kiến của luật sư đúng không ạ, chứ không phải tự nhiên Hải ra lệnh cho thư ký nó không cho Vũ nói nữa, còn đó là lý do tại sao mà họ chọn cả luôn. Và các anh có thể thấy là cái đó cũng là một hậu quả của một cái tiến trình mà cái phe nhóm chỉ định làm việc trong một thời gian dài, mà những người có những cái nhóm thực thi nữa, giống như nhóm của bà, như bà Nhật Linh, bà cũng tiết lộ là những cái nhóm của bà phải đi lấy phiếu, nhờ vậy mà Nam Quang hay bà Amy cũng được bầu vào vị nghị viên, là có những cái thành phần mà thành phố Winter họ cấu kết nhau mà họ thâu tóm cái chính trị ở đây, chứ những người mà độc lập không có cơ hội để mà người tức ta là bà Nhật Linh bà thú nhận đúng là rồi. Bà chính bản thân bà cũng thấy Nam Quang không xứng đáng, Amy không xứng đáng, có phải không ạ? Nhưng vì bên trên ra lệnh nó cứ đi vận động đi rồi đó, họ sẽ dạy dỗ mấy người là bên trên là ai vậy chơi dạ, ông Trần Thái Văn này, ông Chí Tạ nè đó, bà chính bà Nhật Linh thú nhận. Bây giờ chúng ta mới thấy là thành phố Winter là bị thâu tóm quyền lực chính trị của một cái nhóm, chứ không có những và người bà Nhật Linh bà nói là trong mỗi phiên họp anh Vũ nhớ không, là tại sao mấy người này không ngồi nghe mà cứ đi ra là nghe chỉ thị, ngồi xem điện thoại là nghe chỉ thị, sắp tới sắp lui là bên trên ra lệnh. Và chính bà Nhật Linh nói là Nam Quan đúng không, không có khả năng để mà tranh luận, giống như anh nói tại lý sao nói vậy, thành ra ngồi im lặng. Nhưng mà có những cái gì mà cần phải nói là đã có những người cố vấn, những ông lớn Nhật Linh nói đó viết sẵn hết đúng không, tập cho đọc rồi lên đó cầm cái giấy phát biểu thôi. Thật ra chính Nhật Linh cũng nói là Nam Quan chỉ là những cái con cờ, chỉ là những cái bức bẹt đó là gì anh, là nhìn thôi. Nhưng mà hôm rồi thì anh nói sao chứ tôi thấy ông Minh Quang cũng nói có người giải thích rồi anh, thì mình đã nói là như anh mấy anh biết rồi, cái mà khả năng giao tiếp đúng không, nó có hai loại ba loại, thứ nhất là phân viết đúng không ạ, thứ hai là cái vấn đề giao tiếp ngoài chợ, đầu đường xó chợ, cái lộn chửi lộn nhau, còn cái thứ ba là thuyết trình, hoặc là như anh nói tranh tụng trong tòa, hoặc là anh đưa ra anh là trong cái gọi là gì cái hội trường đúng không ạ, anh đưa ra một cái đạo luật, một người thì chống một người thì muốn thông qua thì anh phải hùng biện, giống như Châu Đỗ Vinh nói cái hùng biện đây là anh phải dùng ngôn từ hàn lâm và có lý lẽ, dùng những từ phải đao to búa lớn mới thuyết phục được đúng không, mới bảo vệ được cái lý lẽ, cái đạo luật anh muốn thông qua. Còn Nam Quan hôm qua tại sao sung như vậy, là tại vì lúc đó gần như chửi lộn rồi, tức là ngôn ngữ chợ búa, chỉ còn ê mày để cho nó nói, tại sao không cho nó nói, thì cái đó không cần hùng biện, không cần lý luận, không cần những cái nó gọi là gì kỹ năng và kỹ năng, hoặc là những cái từ ngữ mà nó là chuyên môn đó, đại khái như vậy. Vâng, thì đối với vấn đề mà điều khiển một cái phiên họp hoặc là vấn đề mà liên quan đến pháp luật đó, thì người ta dựa nhiều vào cái vai trò của ông luật sư. Thì mấy anh thấy rằng cái vai trò của ông luật sư thành phố có vẻ như rất là hạn chế và hình như là không hoàn thành nhiệm vụ. Và có lẽ ông ta rất là e ngại về cái sự
đưa ra một cái điều mà chúng ta quyết đoán. Điều đó thì nó tại sao vậy thưa anh, mấy anh, đặc biệt là anh Michael chứ ạ? Mời mời Khải Đào trước đi. Anh Khải Đào trước đi. Dạ vâng, có hai cái kính thưa vị, nếu mà nói về lâu dài như Khải cũng nói sơ với anh rồi là cái người luật sư này đúng không ạ? Họ cũng yếu kém. Không biết hồi hôm qua trong lúc hôm thứ tư Khải có phát biểu, Khải dùng cái từ inept, incompetent nói chung cho họ luôn, tức là cũng là trình độ yếu kém, không có đủ chuyên môn khả năng. Mà điều có ba điều luôn. Điều thứ hai là anh biết bây giờ họ đang nói là họ chia thành hai phe, đúng không? Yeah. Có hai nhóm, mỗi nhóm có hai người bây giờ đang đưa gà ra. Thì ông luật sư, cái tổ hợp của họ không biết tháng 11 này cái nhóm nào, phe nào sẽ là chiếm đa số. Thành ra họ chưa biết bên ai chống ai, đúng không ạ? Và điều thứ ba bà Nhật Minh cũng tiết lộ luôn là anh Michael với Vũ có biết, là anh Minh Giang có biết á, là hàng ngày thành phố phải trả tiền cho ông luật sư này bao nhiêu tiền. Anh biết luật sư bên Mỹ mấy trăm đô la một giờ. Mà khi mà Amy trong vai trò là nghị viên gọi điện thoại cho ông luật sư, thì cô Amy cố nghĩ là cô chỉ gọi, cố giống như hỏi thôi, nhưng mà cô không nghĩ. Đúng không? Cái tổ hợp luật sư này nó ký hợp đồng với thành phố một năm nó chặt cả triệu đô la, mấy trăm ngàn đô la. Và mỗi lần mà nghị viên gọi điện thoại cho ông luật sư này, ông tham liền. Mà mấy anh biết luật bên của luật sư không? Anh gọi một cái là tính một giờ liền 500 đô. Đúng là minimum. Anh nói 3 phút nó cũng tính anh 200 đô, 500 đô. Dạ vâng, thành ra cái mà mỗi ngày Nam Quan với Amy gọi ông liên tục. Bà Nhật Linh bà kể mà, thành ra nó là con gà đẻ trứng vàng cho ông luật sư. Ông đâu có dạy mà ông tấn cổ bà này đi. Ông dạy mùng sa mưa. Nấu chè ở trên. Ông dạy mùng sa mưa. Đúng, bây giờ quý vị, ông cứ dạ nay rồi bà cứ gọi là cho ông. À ghi, hôm nay em đi gọi tôi 3 lần. Rồi ông bill cho thành phố thôi chứ. Một giờ là của luật sư á, nhiều khi ở chặt. Mấy trăm đô. 700-800 đô là chuyện bình thường. Cho nên là thành ra là cái chi phí rất là nhiều. Thì cũng nghĩ như thế nào đó vai trò ông luật sư? Thì em nghĩ là ông cũng là đóng vai trò để ông thị trưởng hay người nghị viên hoặc là những người dân để điều phối vấn đề luật pháp, hay có cần cái gì mà những câu hỏi hay là những cái điều gì, giống như hôm qua ông Nguyễn Minh Chí cũng trước khi mà bà Amy nói cũng ông cũng hỏi ý ông luật sư á, những cái gì mà bà Amy nói cũng làm mà defamation với bà, và cái đó phải ngừng ngay để vai trò của ông là tư vấn về pháp luật. Và một trong những vấn đề mà ông luật sư ông cũng không có làm nghiêng về cái thế nào đó, là cái công việc của ông kiếm tiền thôi, ông kiếm tiền. Hay là ông luật sư thành phố là có thể, em không hiểu đúng là có thể, ví dụ mà ông mất lòng một bên nào đó mà đưa ra một quy trình mà sai thải ông, thì ba người đưa bầu phiếu giác là ông bị đuổi việc, đúng không? Thì ông đâu cần phải nghiêng về nào, hay là gắn nhìn ông dung mà ông kiếm được nhiều tiền thôi. Cái ai muốn hỏi cứ trả lời thôi. Và câu giờ càng nhiều tiền. Đó thì như anh Khải Đào vừa mới chia sẻ đó, luật sư họ kiếm biết bao nhiêu tiền với cái cương vị ông luật sư như vậy. Thì cách đây 1-2 tháng hình như có buổi họp có lên tới 3-4 giờ sáng cũng còn ở đó phải không? Dạ vâng. Coi như ông là một người luật sư mà ông ở như vậy thì ông im mà để cho mình cãi nhau hay mình nói chuyện á, là thành phố sẽ tốn rất nhiều tiền. Dạ, cho cảnh sát luôn, cho nhân viên luôn. Cái buồn cho cư dân của Westminster. Mà thành phố trả là như vậy, không cư dân đóng thuế. Thành phố trả tiền là cư dân đóng thuế. Đóng thuế đó, cái đó là cái rất buồn cho những người. Nhưng mà lại có rất là nhiều các cái nghị trình mà họ đưa vào, ví dụ như liên quan đến cờ vàng chẳng hạn, liên quan đến đấu tranh, và liên quan đến vấn đề mà phản đối cái này cái kia cái nọ, liên quan đến vấn đề chính trị và vấn đề chính trị cộng đồng á, thì cái điều đó nó làm mất thời gian rất nhiều. Thì mấy anh có nghĩ rằng đến một lúc nào đó người ta nên bỏ bớt những cái chuyện đó không? Như mày sẵn em có cái câu hỏi này, anh Khải Đào á, không từ em có câu hỏi này và chúng mình nói là Nam Quan cỡ cái cờ vàng coi đây đừng có mị dân. Thì anh Khải Đào nói cái câu nói của bà tên như thế nào? Kết hợp chung với câu hỏi của mình luôn. Dạ hoàn toàn đúng như vậy thưa quý vị, bởi vì cái đó là mị dân. Bởi vì bây giờ cái chuyện này cũng hoàn toàn mị dân, bây giờ Khải đưa ra cái đề nghị mấy anh nghĩ sao? Khải đã nói rồi, cái chuyện này không phải chuyện của thành phố, cái chuyện rủ cờ, treo cờ, chọn ngày này kia hay là vinh danh ai đó là cái chuyện của cộng đồng. Khải đề nghị, tức là phải có người nào đó có uy tín, chú Phan Kỳ Nhơn hay là người nào đó ví dụ như vậy có uy tín trong cộng đồng, và cái tổ chức nào trong cộng đồng có uy tín phải mạnh dạn đứng lên, có xương sống và chỉ mặt cái hội đồng thành phố này nói quý vị.
Rồi bây giờ quý vị, không phải quý vị tránh qua một bên, đây là chuyện của chúng tôi. Và cái đó khi mà thành phố có những cái gọi là gì anh, hội nghị viên hồng hay là bàn bạc gì đó, có quyền mời những người để sao cho họ thấy ngay bây giờ cư dân đồng hương, đúng không, cộng đồng đã quyết định như vậy rồi, bây giờ chúng tôi yêu cầu quý vị chọn ngày 30 tháng 4 năm tới sẽ tổ chức một cái đại lễ gì đó, vinh danh gì đó, dựng cái cột cờ gì đó, thì cộng đồng đã quyết định rồi, đúng không, những nhân sĩ trong cộng đồng đồng hương đã quyết định rồi, chỉ có thông báo cho những cái nghị viên hội đồng thành phố là quý vị có nhiệm vụ phải ủng hộ chúng tôi và phải thực hiện cái chuyện đó. Yeah. Anh Vũ đồng ý phải không? Yeah. Không có đem cái chuyện này ra thành phố để chi, để tụi bay chỉ là muốn kiếm danh, chứng minh là tụi bay quan tâm, tụi bay lo lắng, đúng không, trong lúc tụi bay bằng bạc để mà kiếm phiếu, nó gọi là chiếm sóng á, là on air, chứ còn thật sự không có ích lợi gì hết. Cái chuyện này họ không đem ra thành phố bàn bạc thì chúng ta, quý vị, những người thật sự tôn trọng cờ vàng, yêu thương cộng đồng, vẫn có quyền tổ chức họp bàn luận mà ra lệnh cho họ làm, không cần họ phải ngồi họ làm cái chuyện bàn bạc. Vâng, ví dụ như cái trường hợp mà Jane Fonda đó thì tự nhiên mất rất nhiều thời gian để mà tranh cãi với nhau về những cái điều thay vì cộng đồng, đúng không quý vị. Chúng tôi yêu cầu thành phố quận LA phải chọn cái ngày khác, không được dùng cái ngày 30 tháng 4 để vinh danh Jane Fonda. Tôi yêu cầu ông Phát Bùi, tôi yêu cầu ông Andrew Đỗ, tôi yêu cầu bà Janet, tôi yêu cầu hội đồng thành phố Westminster phải đệ đạt, phải nói thông báo cho quận LA biết đây là nguyện vọng của người Việt Nam. Anh Michael thấy không, thì họ chỉ thực hiện cái nguyện vọng của người đồng hương mình thôi. Mất mớ gì mà quý vị phải đem ra, quý vị ngồi bàn bạc mấy đêm liền để mà tốn tiền của thành phố. Vâng, thì nói về cái đề tài này chắc có lẽ còn rất là nhiều đó. Nhưng mà thôi chúng ta tạm thời như vậy đi. Và có lẽ là mời mấy anh có một cái lời kết ha. Có lẽ là mời đầu tiên hết thì anh Vũ đi ạ. Qua cái sự kiện hôm thứ Tư, một cái mới hỗn độn á, thì chúng ta thấy trong cái bầu kỳ tới vào tháng 11 á, thì quý vị cử tri đặc biệt ở thành phố An Sơn nên bầu cho những người nào có tâm, có đạo đức, và thứ hai là đừng có phe nhóm. Cái đó là một cái quan trọng, không có phe nhóm, phục vụ cho chính các bạn, cho cộng đồng. Vâng, xin mời anh Michael. Dạ, thì như những gì các bạn ở đây chia sẻ là trong trường hợp mình lên bầu cho những người nào mà có tâm với cái cộng đồng và những người cư dân, làm cho thành phố đi lên, chứ không phải là để mà kéo cho thành phố xuống. Do đó mình phải chọn lúc mà mình bầu những người nghị viên, thị trưởng, mình nên nhìn cho kỹ những người đó, không có lệ thuộc vào ai hết. Cảm ơn các bạn. Nhưng mà như cách lộn xộn như giống hôm rồi đó, thì theo anh sẽ đề nghị như thế nào, họ kêu gọi họ như thế nào? Thì nói chung là với thành phố Washington thì nó cũng đi quá xa rồi, cho nên là kêu gọi thì mình không dám kêu gọi, tại vì cái đó là cái nó đã những ngày vậy là nó đỡ, nó đi xa cho đi luôn hả? Không, mình chỉ có cách là bây giờ là người thị trưởng sẽ ngồi xuống nói chuyện với lại những người đi và phải hiểu và người thị trưởng cần phải sửa đổi. Trước tiên là người thị trưởng phải sửa chính bản thân mình, sửa là để làm kéo lại cái uy tín, rồi từ đó mấy người đi họ mới hiểu được. Cái đó không biết có làm được không, cái đó ở thành phố Cần Thơ họ không thể. Vâng, và cái lời kết của anh Khải ạ. Dạ vâng, như anh Vũ và anh Michael nói, cái thứ về những người này có xứng đáng hay không, bằng chứng là họ tự xưng là hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, đòi chúng cộng, đúng không, để mà giải thể cộng sản, thay đổi cộng sản, tại vì họ nói là cộng sản là mọi rỡ, là thủy trường sơn, là phi dân chủ. Nhưng mà rõ ràng qua những cái hành động họ thể hiện trong những cái buổi họp vừa rồi, thì chính người trong nước, tại nghĩ những người trong nước đồng bào rất là công tâm khách quan, thì cũng đánh giá họ như thế nào mà nghĩ là có thể mà tin tưởng này mà mời họ về để mà gọi là dân chủ hóa đất nước hay không. Thành ra thứ nhất là những người này không xứng đáng để đại diện cho chúng ta. Và như anh Michael nói, cho phép Khải có hơi là có cái góp ý khác với anh Michael. Khải không có bỏ cuộc, Khải không thể nói thôi bây giờ thôi, từ đó giờ lỡ bầu, từ đó giờ mình biết gì. Khải rất mừng, đúng không ạ, là những người mà từng ủng hộ những người này, đi vận động cho những người này, ngoài Nhật Linh còn nhiều người khác. Và theo lời bà Nhật Linh bà nói, thì Khải nghĩ quý vị thấy không, chính bà Nhật Linh bà nói là vì bà tin tưởng là mặc dù bà biết những người này không có khả năng, không có phẩm chất xứng đáng, nhưng mà bà hy vọng là sẽ được đào tạo, sẽ được huấn luyện. Nhưng mà quý vị thấy, thứ nhất
là chính Nhật Linh cũng xác nhận là Chí Tạ đã tạo ra một đám quái thai chứ không có gọi là giúp cho Nam Quan trưởng thành được. Và cái như anh nói cái vấn đề này thưa anh, ngoài vấn đề họ hành xử thiếu văn minh, nó còn rất là trẻ con không có trưởng thành. Thành ra phải nghĩ đã đến lúc chúng ta phải bãi nhiệm những người này để có thể thay thế họ bằng những người xứng đáng hơn. Tại sao? Tại vì họ không biết ăn năn sám hối, không những vậy thưa anh Michael, họ còn chuẩn bị cài cắm người. Anh biết rồi, họ chuẩn bị đưa người họ ra ứng cử vào tháng 11 này. Mà nếu mà người của họ đắc cử thì họ sẽ nắm đa số. Và khi mà họ nắm đa số rồi thì quý vị nghĩ cái tương lai thành phố nó sẽ ra sao? Thành ra Khải hy vọng chúng tôi sẽ tiến hành công cuộc bãi nhiệm Nam Quan. Khải sẽ nộp đơn, Khải đã chuẩn bị thành lập cái quỹ để mà có thể nhận tiền để mà xúc tiến công việc. Và Khải sẽ tiến hành nộp đơn. Và rất mong những quý vị khán thính giả có bạn bè, người thân đang cư ngụ ở thành phố Westminster trong khu vực của Nam Quan đại diện là khu vực 4 thì hãy vận động là thông báo cho họ để họ tìm hiểu thêm. Và chúng tôi hy vọng trong những ngày rất gần đây thì chúng tôi sẽ liên lạc để vận động, để xin chữ ký. Và nhất là những người nào mà cảm thấy đến lúc mà thành phố phải có những nghị viên xứng đáng hơn, trưởng thành hơn, công tâm hơn, đúng không ạ, để mà ra gánh vác giúp cho thành phố phát triển, thì chúng quý vị cần phải đứng ra ký tên để mà đứng tên, đứng đơn bãi nhiệm Nam Quan. Vâng, thì đó là một cái ý kiến của tất cả các anh em nha quý vị. Và đối với chúng ta thì chúng ta đề nghị đó là thành phố ví dụ như là chưa có cái quy chế để mà làm việc như thế nào, với quy tắc xử sự như thế nào, nên lập ra cái quy chế và nên học hỏi và phải có một cái thời gian nhất định cho những người họ phát biểu. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là phải để cho người ta nói hết ý và những cái ý đó phải đi vào trong cái nghị trình. Và sau đó thì đó là cái điều khiển của một cái người mà gọi là chủ tọa đó, là phải kiên quyết hơn và tránh và tối đa không thể để xảy ra cái trường hợp mà gọi như giống cái ông vỡ tổ như thế này được nữa. Một cái chợ mà gọi là tới đó là chợ cá, mà thật ra nói từ chợ cá thì thậm chí là xúc phạm đối với những người bán chợ cá nữa. Đúng. Nhưng mà thật ra chợ cá còn không đến nỗi như vậy nữa, người ta cũng có người nghe có người không nghe, còn ở đây mạnh ai nấy nói, mạnh ai nấy tranh cãi với nhau. Còn ở dưới trong cái phòng họp thì coi như là ồn ào náo loạn hết. Và những cái cảnh tượng đó là một cái điều rất là tệ hại trong con mắt của rất là nhiều người, không chỉ là những người ở tại Mỹ thôi mà những người ở tại Việt Nam nữa. Và xin chào quý vị, trở lại quý vị, chúng tôi sẽ trở lại những cái đề tài như thế này nữa trong những lần tới. Và kính chúc quý vị một ngày thật là